Trở lại mấy cái chương trình mở rượu vang nhá. Đây của anh em. Đây mang cả búa cả đục luôn nhá. Uống ăn rau luộc uống rượu vang luôn. Đấy mang kìm nhá. Lên vang này này. Cái tên chữ này chữ đéo đây. Đéo biết là chữ gì luôn. Rượu vang nhập khẩu. Rượu vang nhập khẩu. Ở đây 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 rượu vang nhập khẩu. Trung Quốc made in China. Đây nhá. Tôi khẳng định luôn là vụ này anh em không cho tôi triệu view thì đúng là mất đi luôn. Triệu cái gì cho xem ơi đủ. Ôi ấy, cái bộ mặt này. À. Mặt mày làm sao mà được lên hình ảnh chỉ cho cái đây xuống nha đấy. Cầm dao tông chém bay cái đầu. Đấy đây 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 cầm dao tông chém bay đầu này. Đấy. Chém bay được. À lên rồi. Chưa lên được, sắp lên. Lên rồi. Ui xịt lên nữa. Đấy là rượu kia uống mẹ say đấy. Đấy gọi bia uống mẹ say đấy. Anh em thấy à, cái chai rượu đúng rồi. Rau luộc nha, rau luộc uống rượu vang này. Đấy. Sang hai con vít vào. Cái này tí nghĩ cái tên gì để nó phải mang tính chất đình đám đi không nhỉ? Con vít nữa bạn này. Đây anh em đến mới pha mở rượu vang đúng là mang tính chất lịch sử luôn. Toàn súng với vít nha. Đây là những nhà bán rượu chắc nhìn này khóc mất. Mày quay mày đọc thằng Hoàng nào giỏi tiếng Anh mày đọc của anh chữ kia chữ gì rượu gì Calasio à? Calasio đấy. Calasio được rồi, mày đục mẹ lỗ mày rõ qua cái lỗ thôi. Được rồi. Đục cái này ra cứ bình tĩnh. Nó bị lại á? Cái này uống không hết bị lại mà. Nhấp kiểu lâu như vậy. Thì là uống là phải hết thì còn uống không hết. Cái này này linh tu một hơi hết cơ mẹ ra rồi. Linh à. Thằng này trong này là vùng gầu lắm, cơm ăn bảy bát cơ mà. Nếu mà không can từ đấy là hết mẹ rồi đấy. Cơm ăn bảy bát cơ mà. Ờ thành công rồi. Chưa lên được. Vẫn một tí là dính. Quá nhỉ. Em hiểu cụ gì? Em hiểu cụ gì? Nào làm chai rượu như con chó. Mẹ đi. Mẹ mua rượu, đéo mua cái mở lút thì mẹ hết mẹ tiền mua cái lút ấy, lại còn về súng vào vít. Đi mẹ, biết rồi thích cái rượu đéo về đâu mà được. Các thầy uống rượu với uống rượu vàng rau luộc mà đéo mở được uống này đấy. Thế rượu, bán rượu này đéo tặng cái lút mở mẹ. Nghiêng ra không ra đây rồi này. Nó lẹ được mấy khóa. Hay lên này cho lên cộng đồng TikTok phát này. Thành công.